Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu nhanh như vũ bão. Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, tại sao bạn cần phải xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần? Xem tử vi trong năm 2022 Nhâm Dần này sẽ giúp bạn nắm được những thông tin có liên quan đến vận mệnh của quý bạn trong năm Nhâm Dần này. Và trong đó thì có tất cả những khó khăn cũng như là có cả những thuận lợi có thể sẽ đến với bạn trong thời gian sắp tới. Qua phần luận giải tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, nữ mạng trong năm 2022 này thì có thể bạn sẽ có được những kế hoạch để phòng tránh những khó khăn và tận dụng thời cơ thuận lợi sao cho hợp lý nhất, đạt được mọi mong muốn trong cuộc sống của tuổi Nhâm Ngọ. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 nữ mạng, kim quỹ phù hộ nhân duyên. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 nữ mệnh tương đối tốt đẹp và bình an, với sự trợ giúp của tam hợp thái tuế và sự hộ mệnh của các sao may mắn tướng tinh và kim quỹ bảo hộ, hầu hết sẽ gặp nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 nữ mạng tổng quan, hung cát, cát vận, tam hợp thái tuế, chính tài, tướng tinh, kim quỹ, hung vận, quan phù, ngũ quỷ, tổng quan. Vận mệnh tổng thể của người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong năm mới 2022 tương đối tốt đẹp và bình an, với sự trợ giúp của tam hợp thái tuế và sự hộ mệnh của các ngôi sao may mắn tướng tinh và kim quỹ bảo hộ, hầu hết người tuổi này đều sẽ gặp thuận lợi, ít gặp phải thử thách hoặc khó khăn. Dù vậy, vận thế tốt như thế nào nhưng cũng có hung tinh quan phù và ngũ quỷ bao vây, bạn vẫn sẽ gặp một số phiền toái nhỏ hoặc bị tiểu nhân gây trở ngại. Tử vi số khuyên tuổi này nên rèn luyện thái độ khiêm nhường, bớt khoe khoang để không lôi kéo sự chú ý khen tị từ người khác, vô tình rước họa vào thân. Để tránh những vận hạn và tai ách không đáng có, những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là vật phẩm chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm, giúp cho vận trình của bạn trong năm được hanh thông thuận lợi. Học tập. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 nữ mạng cho biết vận trình học tập của những người cầm tinh con ngựa trong năm 2022 rất tốt. Năm nay bạn 20 tuổi, bạn là sinh viên năm thứ hai, được sao tướng tinh hộ mệnh cho nên năng lực học tập được nâng cao. Dù đối mặt với nhiều bài vở khó khăn hoặc nhiệm vụ cũng giải quyết được một cách dễ dàng và hiệu quả cao. Không những thế, con giáp này thường xuyên tham gia các hoạt động câu lạc bộ trong trường hoặc các giờ ngoại khóa vô cùng phong phú và nhiều màu sắc, sẽ được học nhiều kỹ năng và nghiệp vụ trong trường. Tài vận, đường tài lộc của tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 cũng khá tốt, mặc dù những chú ngựa ở tuổi này vẫn thuộc đối tượng sinh viên đại học, không có nhiều cơ hội tự kiếm tiền. Nhưng may mắn thay, con giáp này rất siêng năng, năng động và biết cách quản lý tiền bạc. Ngoài ra, bạn thường vừa làm vừa học, tích cực làm các công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền, cho nên dự tính sẽ có thể tích lũy được nhiều tiền tiết kiệm. Tình cảm. Vận tình cảm của tuổi Nhâm Ngọ năm nay có tốt có xấu, với sự trợ giúp của thái tuế năm Dần cùng các tinh kim quỹ, nhân duyên của người này vô cùng mạnh mẽ. Đi đến đâu cũng được mọi người tôn trọng và yêu quý. Tuy nhiên, do có quan phù hoặc ngũ quỷ nhập mệnh, một số người sẽ bị tiểu nhân quấy nhiễu, gây điều tiếng xấu, khiến cho nhân mạch của bạn bị chuyển biến xấu đi. Bởi vậy con giáp này nên tránh gây thù chuốc oán với những kẻ xấu bụng, nếu không dễ khiến cho những kẻ gian trá phá hỏng mất nhiều vận tốt của mình. Sức khỏe. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 nữ mạng nhận thấy đường sức khỏe của những người cầm tinh con ngựa năm 2022 cũng khá tốt, dưới sự hộ mệnh của ngôi sao tốt lành tướng tinh, hơn nữa tam hợp thái tuế giúp cho tinh thần và cơ thể của bạn đều tràn đầy năng lượng, ít bị các điều kiện ngoại cảnh tác động vào. Mặc dù vậy, trong năm nay cũng xuất hiện một số bệnh nhỏ khó tránh, nguyên nhân là do lối sống sinh hoạt cùng với lý do chủ quan khác. Bởi vậy, bạn cần phải đề cao việc rèn luyện sức khỏe, ăn ngủ khoa học thì sức khỏe mới bền được. Tử vi từng tháng âm lịch. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ theo từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, vận trình tài lộc tổng thể của Nhâm Ngọ trong tháng đầu năm khá lạc quan. Trong tháng này, bạn sẽ được phúc tinh chiếu mệnh,
có cơ hội gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống, chẳng hạn như những món quà từ bạn bè, người lớn tuổi hay những lời tỏ tình bất ngờ từ người yêu. Những điều bất ngờ này sẽ khiến cho con giáp này cực kỳ hạnh phúc. Tháng 2, vận thế trong tháng 2 của tuổi này cũng khá suôn sẻ, cuộc sống của bạn tương đối thoải mái và bình dị, vận thế phát triển ổn định, ít khi bị các yếu tố bên ngoài làm phiền và ảnh hưởng, mọi phương diện khác cũng đều thuận lợi, dần dần vậy mà đi lên. Tháng 3, trong năm 2022, tài lộc của Nhâm Ngọ có phần khởi sắc. Với sự trợ giúp của Kim Quỹ và Thái Tuế, bạn có thể bắt đầu các khoản đầu tư tài chính nhỏ dưới sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm. Dù khả năng kiếm tiền hiện tại không mạnh và vốn tự có cũng không nhiều, nhưng bởi với việc quản lý tài chính hợp lý, bạn cũng có thể giành được rất nhiều lợi ích về mặt của cải. Đồng thời, nam nữ mạng dù mới 20 tuổi, nhưng đã có suy nghĩ chín chắn, biết tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm các chương trình vừa học vừa làm, nên thu nhập của bạn trong tháng này khá lý tưởng. Về cơ bản, bạn sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, về mặt khả năng và kinh nghiệm của bản thân cũng không được sành sỏi lắm. Vì vậy, đừng tham gia đầu tư quản lý tài chính quá thường xuyên, đầu tư nhỏ cũng được, nhưng không được đầu tư quá mù quáng nếu không có thể bị tổn thất bởi những sai lầm không đáng có. Tháng 4, tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 nữ mạng nhận thấy rằng mặt tinh thần của Bính Ngọ sinh năm 2002 khá tốt trong tháng này. Mặc dù tiết thanh minh nhiều chướng khí sẽ khiến cho vận trình của bạn hơi xáo trộn, nhưng nhờ Thái Tuế và các tinh che chở nên vận thế cũng khá khả quan. Đặc biệt, nhờ mặt tinh thần luôn tươi sáng cho nên bạn làm gì cũng tràn đầy sự tích cực và năng lượng, sẽ không bị tụt tinh thần hoặc thất vọng quá mức, vì vậy mà vận trình nhìn chung cũng khá ổn định. Tháng 5, vận đào hoa của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 2002 rất mạnh trong tháng này. Vào tháng 5 âm, lượng công việc học tập của bạn không nhiều, vì thế khá dư giả thời gian để đi vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội. Đặc biệt là những nữ mạng độc thân thì sức quyến rũ tăng nhiều, ở bên ngoài sẽ kết bạn được với nhiều người khác phái, thoát kiếp FA. Vì vậy, hãy xây dựng hình tượng tự tin dạn dĩ một chút, nếu muốn yêu thì nên chấp lấy cơ hội hẹn hò để tăng cường giao lưu bạn nhé. Tháng 6, vận học tập khá tốt trong tháng này. Với sự trợ giúp của ngôi sao tướng tinh, hiệu quả học tập của bạn được nâng lên rất nhiều, đặc biệt là đối với những người có học lực kém trong tháng này thì đây chính là cơ hội để bạn gặt hái thành công. Thái Tuế giúp cho lối suy nghĩ của tuổi Nhâm Ngọ trở nên linh hoạt và họ có thể áp dụng vào thực tế hoặc rút ra nhiều suy luận thông minh. Bởi vậy trong tháng này, đừng để lỡ cơ hội học hỏi thêm nhiều tri thức, hãy nắm bắt để phấn đấu vươn lên trong học tập để đạt kết quả tốt hơn bạn nhé. Tháng 7, tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 nữ mạng đánh giá, tháng này vận sức khỏe của tuổi 2002 có phần giảm sút do hung tinh ảnh hưởng, họ có thể gặp một số khủng hoảng bất ngờ. Đặc biệt, Nhâm Ngọ đang tuổi trẻ vì ham chơi và náo nhiệt nên dễ dàng bị thương bởi các tác nhân bên ngoài. Vì vậy, tử vi số khuyên các gia chủ hãy đặc biệt chú ý đến an toàn cá nhân của mình trong tháng này. Đi ra ngoài cũng cần phải có đồ chuẩn bị sẵn cho những tình huống nguy hiểm. Cố gắng tránh những nơi đông đúc và ồn ào, không nên chơi một số trò chơi giải trí như trượt băng, nhảy dù và càng ít càng tốt để tránh thương tích hoặc tai nạn cá nhân. Tháng 8, vận tình cảm của bạn trong tháng 8 năm 2022 không được tốt cho lắm. Bị ảnh hưởng bởi ngũ quỷ, một số người xuất chúng có thể bị một số bạn học hẹp hòi ghen tị và thậm chí là chơi xấu. Nếu bị vận tiểu nhân quấy thân, các mối quan hệ cũng trở nên rắc rối nhiều. Bởi vậy, tuổi Nhâm Ngọ cũng cần phải đề phòng kẻ xấu trong tháng này. Học hành thành tích tốt cũng đừng quá tự cao, nếu không dễ gây ra họa cho chính mình. Tháng 9, vận trình của những người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 nữ mạng rất ổn định về mọi mặt trong tháng này. Ảnh hưởng của các sao hung tinh không nhiều, trong phương diện gì cũng đảm bảo được vững vàng, nhiều hoàn cảnh tốt hơn mà bạn cũng có thể tập trung làm việc tốt hơn. Tháng 10, vào tháng 10 âm lịch, vận sức khỏe của những con giáp này có phần khởi sắc. Bạn sẽ luôn ở trong trạng thái tương đối tốt, tràn đầy năng lượng và động lực để làm việc. Đặc biệt là những người yêu thích thể thao, bạn cũng có thể tăng dần sức khỏe rèn luyện của mình một cách phù hợp. Ví dụ như kéo dài thời gian đi bộ mỗi ngày hoặc tham gia các khóa học bơi cũng sẽ giúp cho bạn giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt. Tháng 11, các mối quan hệ xã giao của Nhâm Ngọ sẽ được cải thiện trong tháng này. Với sự trợ giúp của Cát Tinh và Thái Tuế Năm, người sinh năm 2002 sẽ có được nhiều bạn tri kỷ, đặc biệt là những người sống hướng ngoại như tuổi Ngọ, sẽ càng được mọi người yêu mến nồng nhiệt, gặp hoa hoa nở, gặp người, người yêu. Tháng 12, vận trình tình cảm của những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 2002 có nhiều tiến triển trong tháng này, đặc biệt là về mặt tình cảm gia đình. Cuối năm, bạn có thể sẽ được nghỉ lễ dài ngày để về đoàn tụ với bố mẹ. Đồng thời,
hãy tranh thủ làm việc nhà, mua sắm đồ dùng cho năm mới sẽ giúp cho tình cảm đôi bên trở nên thân thiết và gắn bó hơn. Cả nhà cũng có thể cùng nhau ôn lại những chuyện cũ, ôn cố tri tân. Bởi vậy, nổi bật nhất vẫn là vận tình cảm gia đình, sẽ rất hòa thuận vui vẻ trong tháng cuối năm. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và có lẽ chính vì vậy mà chúng ta phải vững tin vào cuộc sống vốn dĩ, có những điều tốt đẹp và cũng có đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần và từ đó có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.